em anh về quê mang lễ cao trầu. Mẹ cho lên hỏi kết qua bằng thuyền đưa dâu, áo cưới hình đôi bồ câu, khăn vẫn nhiều vàng vượt đầu, son sắc chung một nhịp cầu. Nè bằng lòng đi em vườn trái xanh màu. Gái sắc trai tài lại hiền, dâu rể duyên tình đẹp bền. Nè bằng lòng đi em mình cưới nhau liền.
sau một thời gian, cháu Xuân Đáo và cháu Mai Anh tìm hiểu nhau đã chín mùi, được sự nhất trí của hai gia đình cũng như sự đồng ý của Ủy ban Nhân dân hai xã để chọn ngày lành tháng tốt để tổ chức lễ thành hôn cho hai cháu. Hôm nay đoàn nhà trai chúng tôi có cái lễ dẫn cưới giúp để dẫn cưới để chuẩn bị cho công việc lo hạnh phúc trăm năm cho các cháu. Thành phần họ trai hôm nay chúng tôi đi gồm có mẹ chồng của cháu Mai Anh, tôi là bác của cháu, thế và các ông các bà cô dì chú bác của họ nhà trai của nhà của cháu. Thay mặt cho họ nhà trai, tôi xin kính chúc sức khỏe các cụ, các ông, các bà, các bác, bạn bè, nam nữ thanh niên của họ nhà gái mạnh khỏe, hạnh phúc và thành đạt. Kính thưa các cụ, kính thưa các ông, các bà, thưa toàn thể anh em, bạn bè, nam nữ thanh niên, hai họ. Qua một quá trình hai cháu đi lại tìm hiểu đã được kỹ lưỡng và thấu đáo, được sự đồng ý của các cụ, các ông, các bà, hai họ. Vậy hai gia đình chọn ngày hôm nay để dẫn cưới, thì gia đình nhà trai dẫn cưới, tôi đại diện gia đình nhà gái xin nhận lễ dẫn cưới của gia đình nhà trai. Gia đình bên nhà gái chúng tôi gồm có ông bà nội và các cụ, các ông, các bà. Bên nhà gái có các chú, anh em đến để nhận cái lễ cưới của gia đình nhà trai. Cuối cùng tôi xin kính chúc các cụ, các ông, các bà ăn trầu uống nước và ngồi có thể bàn bạc và thảo luận thêm trong cái công việc ngày mai tổ chức buổi lễ thành hôn cho hai cháu cho chú đáo. Xin kính chúc sức khỏe các cụ, các ông, các bà và toàn thể anh em, bạn bè, hai họ. Trầu miếng cao ngày xưa chữ tình chữ duyên ngày nay kết chặt bao trăm năm tình đôi lứa hai họ tình thông ra giờ khăn khiết sẽ kết dây tơ hồng đôi lứa nên vợ chồng son sắc son môi duyên trầu cau đình đám duyên thắm duyên nồng thuyền đã sang sông đậu bến uyên ương đang đang đình đang duyên tốt duyên lành hạnh phúc trăm năm không hề phai úa miếng trầu miếng cau ngày xưa chữ tình chữ duyên ngày nay miếng. Oh,
giữa mặn thuyền. Để nước mắt ai ướt đẫm bạt nắng.
mời bạn nâng ly ta cùng nâng ly để uống nhâm nhi dài chung rượu nồng. Mình mừng cô dâu chú rể thương nhau, chúc họ hạnh phúc nè, ta cùng nâng ly. Một hai ba vô, mời bạn nâng ly ta cùng nâng ly để chúc cho ai có dâu rể quý, để mừng cho ai con cái nó lộc già. Chúc mừng ba con nhau ơi, ta chúc hai họ thêm thân. Một hai ba vô, mình mừng hôm nay có người thành hôn, mình chúc hai họ sớm có cháu đẻ bầu. Mừng người ta vui lòng mình cũng vui, chúc mừng sức khỏe nhau nè, chúc đời nhau mãi vui. Rồi vui luôn nha bà con ơi, nâng ly lên nè, vui cùng cô dâu chú rể mới nè. Ok, 1, 2, 3, vô. Uống vui vẻ nha, uống say mà không được xỉn nha, nhớ đó nha, ok. Cùng nâng ly để uống nhâm nhi dài chung rượu nồng. Mình mừng cô dâu chú rể thương nhau, chúc họ hạnh phúc nè, ta cùng nâng ly. Một hai ba vô, mời bạn nâng ly ta cùng nâng ly để chúc cho ai có dâu rể quý, để mừng cho ai con cái nó lộc già. Chúc mừng ba con ơi, ta chúc hai họ thêm thân. Một hai ba vô, mình mừng hôm nay có người thành hôn, mình chúc hai họ sớm có cháu đẻ bầu. Mừng người ta vui lòng mình cũng vui, chúc mừng sức khỏe nhau nè, chúc đời nhau mãi vui. Vui luôn nha. Mình mừng hôm nay có người thành hôn, mình chúc hai họ sớm có cháu đẻ bầu. Mừng người ta vui lòng mình cũng vui, chúc mừng sức khỏe nhau nè, chúc đời nhau mãi vui. Rồi vui luôn nha bà con ơi, vô nè, 1 2 3 vô. Vâng, kính thưa các vị khách quý, các nền anh nền chị chúng em, khi khách đến chơi nhà thì pha trà mời người xây nước. Và trong những bữa tiệc như thế này thì người quan họ chúng em lại có câu hát rằng: tay tiên chúc chén diều đào, sánh ra thời tiếc uống vào thời say, tay nâng đĩa muối đĩa gừng, gừng cay muối mặn xin đừng quên nhau. Xin mời toàn thể các vị tân quý khách hãy dựng đũa nâng cốc để cùng với các nền anh nền chị chúng em có câu hát chúc diều.
xin được gửi tặng tới tất cả mọi người trong một cái đặc biệt buổi tối ngày hôm nay ạ. Trồng cây bốn mùa em hái quà, dù bao vất vả và anh vẫn hát câu hát lý thương nhỏ, mà anh vẫn hát câu hát lý thương nhỏ, tiếng hát yêu thương, tiếng hát nghĩa tình, ôi tiếng hát quê mình, sao biết mấy ý nghĩa trong những buổi lễ kết duyên như thế này. Và một nhạc phẩm rất nổi tiếng được mang tựa đề Vui Trong Mùa Cưới xin được gửi tặng tới tất cả quý vị trong lễ đặc biệt buổi chiều và tối ngày hôm nay. Và sau ca khúc này xin được mời Mai Quốc Huy sẽ lên trên sân khấu. Đò đưa em qua bên sông.
đầu đưa em qua phố đông, gặp người yêu bao năm ước mong để huyên ương đẹp đôi vợ chồng. Theo anh về phố chợ Thanh Thang, trên con đường lăn đồ trang trang, gió biển mát theo từng bước chân lại. Đám cưới, đám cưới về trên làng tôi. Hôm nay trông chú rể thật là đẹp, trao bông tai, nhẫn cưới, dây chuyền vàng, cô dâu xinh xắn bên họ hàng, trao bông tai, nhẫn cưới, dây chuyền vàng, cô dâu xinh xắn bên họ chim gì mà hót vui vang cả cánh rừng, vui chân ta cùng xuống chờ ươm trăng bay quanh bên những rừng mơ. Kìa một chàng trai bất xuống từ đường mòn vách núi, anh vui gì mà sao bay vang cả cánh rừng, vui chân cùng xuống chờ bươm trắng bay quanh bên những rừng mơ. Xuống chợ ngại ngùng gì hỡi em, xuống chợ với em. À là chàng trai khôi ngô ghê. Chẳng nói được gì, trong ngực em ái là như có tiếng ngựa phi. Chào những người con gái có nụ cười đẹp quá, em vui gì mà liu lo như đàn chim trời, mây bay lang thang trên đỉnh núi xa mờ, anh đây như mây bên tôi đầy thơ. Xuống chợ ngại ngùng gì hỡi em, xuống chợ với em. Ái là chàng trai khôi ngô ghê. Nàng hay quá, mà sao nàng xinh quá, màu xanh tím đỏ nhảy nhót trong mắt em. Vui chân mà chẳng mua được gì, trong ngực em ái là như có tiếng ngựa phi. Chân đi
chẳng nói được gì. Trong ngực em như có tiếng ngựa phi. Mặt trời lặn sau vách núi, trở về chiều đã vắng. Chia tay lòng còn vấn vương, chưa kịp nói năng gì. Hẹn ngày chờ tới nhé, lại gặp rừng mơ ấy. Trên con đường mòn núi cao, mong chẳng xa mờ. Trên con đường mòn núi cao, mong chẳng xa mờ. Trên con đường mòn núi cao, mong chẳng mơ xa. Câu quan họ người ơi ai hát, tiếng ngân vang như giọt mưa rơi. Tiếng chim hót ngọt ngào lành lót, mà để hồn ai cứ chơi vơi. Rồi anh sang anh cứ ở cùng thầy mẹ, rằng anh xin đón quan họ về. Để mỗi sớm, để mỗi chiều, ngân vang trong lòng câu quan họ người ơi. Anh hai xin gửi tới quý vị với bài hát Câu quan họ người ơi. Ơi ai hát tiếng ngân vang như giọt mưa rơi. Tiếng chim hót ngọt ngào lạnh lót, mà để hồn ai chơi vơi chơi vơi. Cầu quan họ chiều nay em hát, khúc giao duyên kỳ quan khi nhạc thêm bấm lòng người nghe câu hát. Chào em vội chào tay, người ơi dù người ai người về, cho anh theo chân đến câu quan họ. Dẫu có sông sâu anh xin níu dài yên đào, bên nhau qua cầu chẳng sợ gió bay. Rằng anh
về, để mỗi sớm, để mỗi chiều ngân vang trong lòng câu quan họ. Người ơi, câu quan họ, người ơi, người ơi, người ơi, dù người ai người về cho anh theo chân để câu quan họ. Dẫu có sông sâu anh xin điếu dài hiền đào, bên nhau qua cầu chẳng sợ gió. Quan họ về để mỗi sớm, để mỗi chiều ngân vang trong lòng câu quan họ. Người ơi, câu quan họ, người dân ca giận mà thương sao mà giá diệt thế. Ôi câu ca nặng tình nặng nghĩa, có lúc nào em giận anh không? Có lúc nào anh giận em không? Để thương suốt cả ngày em giận khi xa nhau đến ngàn vạn dặm, giận chẳng còn mà thương rộng dài thế. Anh nhớ ngày, anh nhớ đêm, giận mà thương xoáy lòng anh đó. Thương mà giận dễ gì đã có, anh chỉ tìm thấy ở em thôi. Mang câu ca và tình yêu thắm nồng, khi chờ gió anh vẫn lắm với dân chúa, cũng chỉ để thương thế. Thank you.
kính chào quý vị. Và như vậy hiện nay theo như đồng hồ hoàn tổ chức chúng tôi thì chỉ còn khoảng 15 phút nữa bên trai chúng ta sẽ chính thức xuất phát đi đón cô dâu. Một lần nữa thay mặt ban tổ chức chúng tôi xin được trân trọng kính chuyển lời thông báo và lời mời gửi tới trên các bác cụ, các bà và toàn thể quý vị, các chàng trai cô gái, bạn của gia đình cũng như bạn của chú rể. Chúng ta hãy mau chóng khẩn trương nhanh chân xảo bước trở về tại phía trong của phòng cưới và cùng và thưởng thức những chén trà thơm ngon chung vui với gia đình. Tôi chuẩn bị làm công tác đi đón cô dâu về tổ chức buổi đại thì cho đôi bạn trong một lễ đặc biệt buổi trưa chiều ngày hôm nay. Và theo như thống nhất từ hai bên gia đình thì đúng 1:05 buổi trưa ngày hôm nay, phái đoàn rất dâu của nhà trai chúng ta sẽ chính thức xuất phát đi đón cô dâu về tổ chức buổi đại thì cho đôi bạn trẻ. Vậy một lần nữa xin được thông báo và xin được kính chuyển lời mời tới toàn thể quý vị. Chúng ta hãy mau chóng có mặt về tại phía trong của phòng cưới cùng chung vui với gia đình và cùng chuẩn bị làm công tác đi đón cô dâu về tổ chức buổi lễ đại tỷ trang trọng cho đôi bạn trẻ trong hôn lễ chiều ngày hôm nay. Và để trở lại chương trình đàn bá dân ca để chào đón sự hiện diện có mặt của tất cả quý vị về chung vui với gia đình với nhạc phẩm rất nổi tiếng của ban tên là Giấc Mơ Chappy xin được gửi tới quý vị. Ở nơi ấy tôi đã thấy trên ngọn núi có hai người, chỉ có hai người yêu nhau. Họ đã sống không mùa đông, không mùa mưa, có một mùa, chỉ có một mùa yêu nhau. Nhìn chung xa ai còn vấn vương sông hồ, mà nơi đây bỗng dừng bước phiêu du. Ở đây có bếp lửa hồng và nơi đây có mối duyên nồng, cùng nơi đây em đang chờ anh xây mộng kịp đời. Ngày anh đến ấm lại mùa đông giá lạnh mịt mờ, ngày anh đến hoa vườn em ngát hương, sẽ không còn những u buồn, chúng mình mãi gắn bó suốt đời nhau. Ngày anh đến với em, gió cũng hát lao sao cùng đàn em trong vườn xuân. Chung xa ai còn vấn vương sông hồ, mà nơi đây bỗng dừng bước phiêu du. Ở đây có bếp lửa hồng và nơi đây có mối duyên nồng, cùng nơi đây em đang chờ anh xây một kế tờ. Ngày anh đến ấm lại mùa đông giá lạnh mịt mờ, ngày anh đến cánh hoa vườn em ngắt, sẽ không còn những u buồn, chúng mình mãi gắn bó suốt đời nhau. Ngày anh đến với em, gió cũng hát lao sao cùng đàn em trong vườn xuân. Mùa đông giá lạnh mịt mờ, ngày anh đến cánh hoa vườn em ngát hương, sẽ không còn những u buồn, chúng mình mãi gắn bó suốt đời nhau.
anh đến với em, gió cũng hát lao sao cùng đàn em trong vườn xuân. Kính thưa các cụ, các bà, đại diện cho họ nhà gái, hôm nay ngày lành tháng tốt, họ nhà trai chúng tôi có cây dầu xuống làm lễ gia tiên và xin cháu về để làm lễ thành hôn cho các cháu. Xin kính mời các cụ, các bà, họ nhà gái đưa cháu về nhà chồng để làm lễ tân hôn. Xin chân thành cảm ơn. Vâng, vừa rồi là lời phát biểu của gia đình họ nhà trai. Vâng, và để đáp lời gia đình họ nhà trai thì ban tổ chức hôn nhân chúng tôi lại xin được trân trọng kính mời một bác đại diện cho gia đình họ nhà gái có đôi lời phát biểu cũng như cảm ơn tới toàn thể quý vị có mặt tại buổi lễ ngày hôm nay. Xin quý vị và chúng ta lại nổ một tràng pháo tay thật giòn giã để chúc mừng cho bác đại diện cho gia đình họ nhà gái. Xin chào. Alo. Kính thưa các cụ, các ông, các bà cùng toàn thể anh em bạn bè nam nữ thanh niên hai họ, tôi xin giới thiệu, tôi là chú của cháu Mai Anh và được sự ủy nhiệm của gia đình, tôi xin đại diện cho họ nhà gái. Trước hết tôi xin kính mời các cụ, các ông, các bà, toàn thể anh em bạn bè nam nữ thanh niên ăn trầu, uống nước và uống thuốc. Kính thưa các cụ, kính thưa các ông, các bà cùng toàn thể anh em bạn bè nam nữ thanh niên, qua một quá trình hai cháu đi lại tìm hiểu cũng đã được kỹ lưỡng và thấu đáo, hai cháu đã báo cáo về hai bên gia đình và được sự đồng ý nhất trí của các cụ, các ông, các bà hai họ. Vậy hai gia đình chọn ngày hôm nay là ngày lành tháng tốt và giờ đẹp để đón cháu về tổ chức buổi lễ thành hôn cho hai cháu tại gia đình nhà trai. Và cuối cùng tôi xin kính chúc sức khỏe các cụ, các ông, các bà cùng toàn thể anh em bạn bè nam nữ thanh niên. Và bây giờ tôi xin mời chú rể vào trao hoa và đón cô dâu ra. Vâng, vừa rồi thì là lời phát biểu của bác đại diện cho gia đình họ nhà gái. Vậy cho tôi xin một phút là để chứng kiến hai bác sẽ lên bắt tay kết tình thông gia. Xin mời các nhiếp ảnh gia, các nhà quay camera, xin khắc đẹp đẽ nhất hai bác sẽ bắt tay kết tình thông gia. Vâng, xin mời các nhiếp ảnh gia hãy ghi lại khoảnh khắc tuyệt vời nhất trong ngày hôm nay. Vâng, và kính thưa toàn thể cô dâu làm lễ gia tiên, xin mời quý vị chúng ta hãy nổ một tràng pháo tay thật lớn để chúc mừng cho chú rể bước vào trong nhà tự tin đón cô dâu làm lễ gia tiên theo nghi lễ của địa phương. Thank you.
mà xem trên đường làng đang rước dâu. Hai cong rồng thêu che dù hồng xinh quá xinh, đồng đưa tay gió ru qua cao dây trầu ngẩn ngơ. Dâu cùng chú rể đi đầu, ca thôn đều ngợi khen. Ô trong dường như mắt cô dâu lệ rưng, chắc quá vui khi đặt chân vô nhà đàn trai. Nhiều cô gái thầm ước mơ như được nàng dâu. Ô kìa cây đa một bầy sơn ca déo dôn chào ngày vui. Kìa bên nhà trai ly rượu hồng vui quá vui. Mùa xuân hợp hôn ban nụ tình cho lứa đôi. Kéo sơn tha thiết câu trăm năm ân tình dài lâu. Dâu cùng chú rể ra quỳ kính hai họ mẹ cha. Đông quá đông, ngày vui trầu cao ly rượu mừng đôi gái trai. Xôn xao đôi đúa cao sang thai heo gà đầy mâm. Câu mời đại tiệc linh đình, chúc dâu rể tròn duyên. Ô vui nào hơn rước dâu trên làng quê. Chú rể cô dâu đẹp như trăng rằm dừa lên. Nghìn câu chúc mừng sẽ không bao giờ nhạt phai. Ô kìa cây mai bên rào rung rinh nở hoa mừng tình ai. Kìa ra mà xem bên nhà người đông quá đông, ngày vui trầu cao ly rượu mừng đôi gái trai. Xôn xao đôi đúa cao sang thay heo gà đầy mâm. Câu mời đại tiệc linh đình, chúc dâu rể tròn duyên. Chúc dâu rể tròn duyên. Chúc dâu rể tròn duyên. Trang trọng nhất trong ngày cưới của hai anh chị sẽ được tiến hành trong ít phút nữa.
một lần nữa thì chúng tôi cũng xin được thông báo với quý vị rằng quả đúng thật là 100 năm chọn lấy 1 năm, 1 năm chọn lấy 1 tháng, 1 tháng chọn lấy 1 ngày, và đặc biệt hơn nữa là 1 ngày chọn lấy 1 giờ. 1 giờ đẹp nhất đó chính là giờ này đây, và giờ ngập tràn hạnh phúc của đôi bạn trẻ đang được diễn ra tại phòng cưới của gia đình họ nhà trai. Thay mặt cho gia đình cũng như đỡ lời cho cô dâu chú rể một lần nữa, chúng tôi xin được trân trọng gửi lời cảm ơn sâu sắc chân thành tới sự hiện diện của tất cả các cô các ông bà và toàn thể quý vị, cũng như xin được chân thành cảm ơn tất cả những tấm lòng thân thương của quý vị đã dành cho chú rể cô dâu, dành tới hai bên gia đình trong buổi hôn lễ đặc biệt của hai anh chị ngày hôm nay. Các vị khách quý của hai bên gia đình cũng như của cô dâu chú rể đã ổn định chỗ ngồi. Và thay mặt cho gia đình một lần nữa thì chúng tôi cũng xin được thông báo tới các anh các chị trong bộ phận tiếp tân, chúng ta hãy mau chóng và khẩn trương bắt tay vào công tác chuyên môn của mình, mang những ấm trà cũng như thuốc nước ra đón tiếp các cụ và các bà của hai bên gia đình, và quý vị khách quý cũng như các chàng trai cô gái có mặt về tại phòng cưới của họ nhà trai chung vui với hai bạn trẻ, chung vui với hai bên gia đình trong buổi lễ kết duyên ngày hôm nay của Đáo và anh. Và kính thưa quý vị, để thay đổi không khí cũng như trở lại với chương trình đàn bài hát dân ca trước khi quý vị tiến tới những phần nghi lễ trang trọng trong ngày cưới của Đáo và anh ngày hôm nay, xin được mời quý vị chúng ta sẽ cùng trở lại chương trình với một đoạn liên khúc được mang tựa đề Tìm Em Qua Câu Dân Ca, thay cho lời chúc phúc từ anh em trong ban nhạc cũng như anh em trong đoàn gửi tới cô dâu chú rể và gửi tới tất cả quý vị trong buổi lễ đặc biệt ngày hôm nay. Và với ca khúc này cũng xin được thay cho lời mời từ gia đình gửi tới quý vị, xin được trân trọng kính mời quý vị chúng ta cùng xơi chầu xơi lớp và cùng thưởng thức vị ngọt của vui, cùng tìm đến vị say của chầu, chung vui với đôi bạn trẻ, chung vui với hai bên gia đình trong buổi lễ kết duyên ngày hôm nay. Anh về tìm em qua câu dân ca, con mắt liếc lại bằng ba đứng gần. Câu hát mời chiều Hà Lam quê ta, duyên dáng thiên tha, hồ lý quê nhà. Câu dân ca có từ bao giờ mà để thương để nhớ, để đợi để chờ. Anh sang chợ cầu tìm mua buông câu, anh qua cầu hồng mua hồ lý ơi. Câu hát dân ca mà em vẫn hát, chầu lấy chầu tính chầu tình. Em còn son anh cũng còn son, anh về thưa với mẹ cha để đôi ta được làm con một nhà. Vâng, kính thưa quý vị, và đúng là chầu này chầu nghĩa chầu tình, chầu đoát chầu phượng chầu mình chầu ta, chầu này xác định tên tối hôm qua, dấu đi dấu lại ngày hôm nay đem ra mời mọi người lấy mời thay cho lời cảm ơn từ hai bên gia đình một lần nữa. Xin được trân trọng kính mời quý vị chúng ta cùng xây chầu xây nước, cùng chung vui với hai bên gia đình mừng hạnh phúc 100 năm cho đôi bạn trẻ trước khi tiến tới những phần nghi lễ trang trọng nhất trong ngày cưới của anh chị hôm nay. Anh về tìm em qua câu dân ca, con mắt liếc lại bằng ba đứng gần. Câu hát mời chầu Hà Lam quê ta, duyên dáng thiên tha, hồ lý quê nhà. Câu dân ca có từ bao giờ mà để thương để nhớ, để đợi để chờ. Anh sang chợ cầu tìm mua buông câu, anh qua cầu hồng mua hồ lý ơi. Câu hát dân ca mà em vẫn hát, chầu lấy chầu tính chầu tình. Em còn son anh cũng còn son, anh về thưa với mẹ cha để đôi ta được làm con một nhà. Và một nhạc phẩm tiếp theo được mang tới để hỏi vào ngoại thành trước khi chúng ta trở lại với những phần nghi lễ trang trọng nhất trong ngày cưới của Đáo và anh hôm nay. Xin quý vị ra một thưởng thức. Sẽ có một
một ngày nơi ngoại thành xa anh sẽ tìm thăm thăm đồng ruộng xô thăm rằng dừa cao lý chúc mơ đó xưa đã cùng em tới vườn châu kiếm nắng ngang câu xanh rạt rào bên giàn hiền lý bên khóm mai ngày xuân tháng hạ cùng em mặt có một ngày nơi ngoài thành xa anh sẽ về thân ngôi trường nhiều lắm anh đã cùng em không thể nào quên được áo bà ba bên vườn nhà em ngắm vầng trăng non thì thầm anh về lời ấy bao yên quanh đừng quên ước hẹn tình em ngoài thành một ngày anh về thăm quê hỏi mùi trâu cây và hỏi buồn đâu con chim mạch mạch khuất đâu tình thế. Những người làm chương trình chúng tôi đã cập nhật gửi tặng tới Đáo và Anh cũng như gửi tới tất cả quý vị khách quý trong hội trường cưới số 1 của Đáo và Anh cũng như tại họ nhà trai trong hôn lễ của hai anh chị ngày hôm nay. Và kính thưa quý vị, lời đầu tiên tại phòng cưới của họ nhà trai trong buổi lễ kết duyên của đôi bạn trẻ ngày hôm nay, không biết nói gì hơn, chúng tôi xin được thay mặt cho hai bên gia đình nhà trai và nhà gái, thay mặt cho hai con tim gắn kết đã hòa cùng chung một nhịp đập của Đáo và Anh, xin gửi tới trên có các cụ, các bà và toàn thể quý vị khách quý trong hội trường cưới của chúng ta ngày hôm nay một lời chúc sức khỏe và một lời chào trân trọng nhất ạ. Dạ vâng, kính thưa quý vị, và quả đúng thật là chim tung cánh non tim mừng hạnh phúc, hoa lá cười đón ánh nắng ban mai. Ngày hôm qua là buổi bình minh, còn ngày hôm nay đó chính là buổi thắm tình nữa đôi của anh Đáo và chị Anh. Nhận những cánh thiếp hồng kèm theo lời mời có mặt về tại đây dự buổi lễ kết hôn của hai anh chị, chúng tôi xin được thay mặt cho hai bên gia đình một lần nữa xin được tỏ lòng biết ơn tới các cụ và các bà và toàn thể quý vị ngày hôm nay đã bớt chút thời gian và ngọc và những giây phút kim cương của mình có mặt về tại phòng cưới số 1 của đại gia đình họ nhà trai và cùng chung vui với gia đình mừng hạnh phúc trăm năm cho Đáo và Anh trong hôn lễ ngày hôm nay. Một lần nữa xin được trân trọng cảm ơn tất cả những tấm lòng thân thương của quý vị rất là nhiều. Và thay mặt cho gia đình, chúng tôi cũng xin được trân trọng kính mời quý vị chúng ta cùng xây chầu uống nước cung thuốc, chén nước nong đanh hương bay thoảng, làn khói thuốc thơm quyện chặt với hương đồng, cho đời gắn bó thủy chung. Xin được mời hai họ xin miếng cao xanh, hai họ chứng kiến cho anh nên làng, và cũng xin được mời hai họ xin miếng chầu vàng, hai họ chứng kiến cho nàng lấy anh, chầu vàng quyện chặt với cao xanh, đẹp duyên mai chúc tình anh với làm. Kính thưa quý vị cùng toàn thể bà con cô bác xa gần kính mến, và đúng thật là Đáo gặp anh trên bến thôn Đào, mái chèo xuống nước sóng sao đôi bờ, đêm hôm đó về Đáo vẫn còn mơ, ước làm con bướm trắng để đậu bờ vai em, nụ cười duyên đôi mắt huyền. Qua sông Đáo còn nhớ mãi lời của anh mặn mà, và dù cho có ở gần hay đi xa, nhưng tình của Đáo và Anh vẫn mãi cứ gửi cho quê nhà mến thương. Kính thưa quý vị, không đâu có thể đẹp bằng quê hương, lá thơm hương lúa rợp đường cây xanh, quê hương ta thì lại đẹp tựa bức tranh, còn người con gái của yêu ta cũng hiền lành nết la. Ngày hôm nay Đáo và Anh có mặt về tại đây chung một mái nhà, tình yêu đầm thắm thiết tha mặn lòng, và cho tới giờ phút này đây được sự đồng ý nhất trí của chính quyền địa phương, được sự tác hợp từ hai bên gia đình, và sâu sắc hơn nữa đó là sự đồng thuận gắn kết của hai con tim đã hòa cùng chung một nhịp đập của Đáo và Anh. Chúng tôi xin được trân trọng công bố buổi lễ kết duyên của Đáo và Anh tại phòng cưới của nhà trai cho giờ phút này xin chính thức được bắt đầu. Chúc quý vị được một tràng pháo hoa tay thật yêu ái và một chút thiệt là thương là trẻ trong buổi hôm nay. Không thể thiếu được trong phòng cưới của họ nhà trai ngày hôm nay. Chúng tôi xin được trở lại chương trình với lời mời và lời giới thiệu tới sự hiện diện của hai vị đại diện cho hai bên gia đình nhà trai và nhà gái. Xin được trân trọng kính mời hai bác sẽ cùng bắt tay nhau đi ra phía ngoài phòng cưới và cùng làm phần nghi lễ trao dâu nhận rể trước sự chứng kiến của các cụ, các bà và toàn thể quý vị khách quý trong ngày vui này. Và xin mời quý vị chúng ta cùng cảm ơn một tràng pháo hoa tay thật lớn để chào đón sự hiện diện của hai vị đại diện cho hai bên gia đình. Xin trân trọng kính mời hai bác sẽ cùng tiến bước lên phía trên của sân khấu này. Và chúng tôi cũng xin được đề nghị cô dâu chú rể chúng ta sẽ cùng đứng dậy
và cùng với hai bác đại diện hai bên gia đình làm phần nghi lễ trao dâu nhận rể một cách thành công nhất tại phòng cưới của gia đình ngày nay. Xin được thông báo tới bác đại diện cho bên họ nhà trai sẽ đứng sang bên chú rể và bác đại diện họ nhà gái sẽ đứng ở phía cô dâu ạ. Vâng, kính thưa trên khối các cụ và các bà cùng toàn thể quý vị. Và như vậy hiện nay trước sân khấu của gia đình là sự hiện diện của đại diện cho hai bên gia đình cũng như sự hiện diện của hai nhân vật chính Đáo và Anh trong ngày cưới hôm nay. Và để trở lại với phần thủ tục chính, chúng tôi xin được lập tức trở lại với lời mời tiếng nói của bác đại diện cho bên họ nhà gái. Bác sẽ có đôi câu phát biểu chào dâu và cảm ơn trước quý vị khách quý ngày hôm nay. Chúc quý vị chúng ta sẽ cùng chờ đón ý kiến của vị đại diện họ nhà gái. Xin được kính mời bác. Alo. Kính thưa các cụ, các ông, các bà, kính thưa toàn thể hội hôn, tôi xin giới thiệu, tôi là chú của cháu Mai Anh, được sự ủy nhiệm của gia đình, tôi xin đại diện cho họ nhà gái. Kính thưa các cụ, các ông, các bà, thưa toàn thể hội hôn, qua một quá trình hai cháu đi lại tìm hiểu đã được kỹ lưỡng và thấu đáo. Hai cháu tự nguyện báo cáo về hai bên gia đình và được sự đồng ý nhất trí của các cụ, các ông, các bà và được sự đồng ý của Ủy ban Nhân dân xã Vĩnh Phúc. Tôi xin giao cháu Mai Anh về làm con dâu, cháu dâu của các cụ, các ông, các bà bên họ nhà trai và xin nhận cháu Đáo làm cháu rể của gia đình nhà tôi. Thưa các cụ, các ông, các bà, thưa toàn thể hội hôn, trong quá trình cháu Mai Anh về làm con dâu, cháu dâu của các cụ, các ông, các bà bên họ nhà trai, bước đầu còn nhiều điều bỡ ngỡ. Tôi xin các cụ, các ông, các bà bên gia đình nhà trai dạy bảo cháu để cháu trở thành con dâu, cháu dâu ngoan hiền của các cụ. Cuối cùng, tôi xin kính chúc các cụ, các ông, các bà và toàn thể anh em, bạn bè, nam nữ, thanh niên một sức khỏe và xin kính chúc toàn thể hội hôn có sức khỏe dồi dào, hạnh phúc và thành đạt. Xin cảm ơn ạ. Dạ vâng, kính thưa trên có các cụ và toàn thể quý vị. Như vậy vừa rồi chúng ta đã trở lại với phần thủ tục chính với ý kiến và đôi câu phát biểu chào dâu của vị đại diện cho bên họ nhà gái. Và để đáp lại tấm thịnh tình cũng như tình cảm bên nhà gái, chúng tôi cũng xin được trở lại chương trình với lời mời và lời giới thiệu tới tiếng nói và đôi câu phát biểu nhận dâu chào rể của vị đại diện cho bên họ nhà trai. Xin được trân trọng kính mời bác. Kính thưa các cụ, các bà, các bác và bạn bè nam nữ thanh niên của hai cháu, sau một thời gian dài các cháu tìm hiểu nhau đã chín mùi, được sự nhất trí của hai gia đình cũng như được công nhận của Ủy ban Nhân dân hai xã cho phép, hôm nay hai gia đình đã chọn ngày lành tháng tốt để tổ chức lễ thành hôn cho hai cháu. Thay mặt cho nhà trai, trước tiên tôi xin cảm ơn vị đại diện họ nhà gái và các ông các bà của họ nhà gái đã không quản thời gian lắm đưa cháu về nhà chồng để làm lễ thành hôn cho hai cháu. Bây giờ đến phần chính là tôi xin thay mặt cho họ nhà trai xin nhận cháu Mai Anh là con dâu hiền của ông bà Tín ở trên này và cũng là cháu dâu của các ông các bà trong họ nhà chúng tôi. Và chúng tôi sẽ trao cháu Văn Đáo là cháu rể của các cụ, các bà dưới nhà. Một lần nữa thay mặt cho họ nhà trai xin cảm ơn các cụ, các bà và toàn thể quý vị. Hello, kính thưa quý vị, và như vậy là sau khi phát biểu làm những phần thủ tục chính xong, hai bác đại diện hai bên gia đình nhà trai và nhà gái cũng đã chính thức trao cho nhau một chiếc bắt tay gắn kết tình cảm và thông gia kể từ ngày hôm nay. Xin được trân trọng cảm ơn hai bác rất là nhiều.
Và xin được trân trọng kính mời hai bác sẽ tiếp tục vào trong nhà với những câu chuyện của bên trên. Ngoài sân khấu ngày ngày trai trong buổi lễ kết duyên của Đáo Hoàng Anh. Trong những giây phút này đây, chúng tôi xin được tiết lộ cùng với quý vị, đó chính là phần nghi lễ trao nhẫn cưới, trao tình cảm gắn kết của anh Đáo cho chị Anh, cũng như ngược lại chị Anh sẽ trao tình cảm, những lời yêu thương của mình trao cho anh Đáo quả chiếc nhẫn cưới sạng ngời ngày hôm nay. Và xin được mời nhiếp ảnh gia nổi tiếng cũng như các anh các chị có những chiếc điện thoại thông minh có thể ghi hình chụp ảnh được. Chúng ta cùng hướng ống kính lên phía trên của sân khấu này và cùng ghi nhận những giây phút hạnh phúc rạng ngời của anh Đáo và chị Anh qua phần nghi lễ trao nhẫn cưới. Và xin được đề nghị hai chị sẽ mang tình cảm và tâm tư của mình qua chiếc nhẫn cưới rạng ngời hôm nay ra trao cho nhau. Và trước tiên xin đề nghị anh Đáo sẽ mang nhẫn cưới ra trao cho chị Anh thay cho những lời yêu mến cũng như những lời tỏ tình của anh dành cho chị. Và sau khi nhận được tình cảm từ anh Đáo, chúng tôi cũng xin được đề nghị chị Anh sẽ mang lại nhẫn cưới ra trao cho anh Đáo. Và thời gian không bao giờ quay trở lại, ngày mai cũng sẽ không bao giờ có những giây phút hạnh phúc như thế này. Xin được đề nghị hai chị sẽ lưng lưu những cái khoảnh khắc đáng nhớ này. Quý vị ơi, chúng ta cùng dành một tràng pháo tay thật lớn nữa, chúc phúc trăm năm cho Đáo và anh ạ. Xin được cảm ơn quý vị rất là nhiều. Và kính thưa quý vị, và như vậy là hiện nay thì phần nghi lễ trao nhẫn cưới anh Đáo và chị Anh đã tiến hành xong. Và để có một cái giây phút dành riêng cho anh Đáo và chị Anh tại sân khấu của gia đình ngày hôm nay, chúng tôi xin phép được tiến tới dành riêng cho anh Đáo và chị Anh có 3 phút để ngắm nhìn vẻ đẹp rạng ngời của nhau trong một ngày tuyệt đẹp, một ngày quan trọng nhất trong đời của anh Đáo và chị Anh ngày hôm nay. Và chúng tôi xin được đề nghị anh Đáo và chị Anh, hai chị sẽ cùng đứng quay mặt vào nhau để cùng chiêm ngưỡng vẻ đẹp rạng ngời của nhau trong ngày cưới hôm nay. Quý vị ơi, tại sao những giây phút này chúng ta không dành cho anh Đáo và chị Anh một tràng pháo tay thật lớn nữa? Xin cảm ơn quý vị rất là nhiều. Và kính thưa quý vị, trong những giây phút này đây, có lẽ rằng anh Đáo và chị Anh trong giờ phút này đây sẽ cùng trao cho nhau một nụ hôn thật ngọt ngào để thể hiện rằng anh Đáo và chị Anh yêu nhau rất là nhiều. Quý vị có đồng ý không ạ? Vâng, có đồng ý không ạ? Vâng, xin được thông báo cùng với quý vị, sau nụ hôn ngọt ngào của anh Đáo và chị Anh sẽ là những phần quà từ gia đình trao cho hai chị. Chính vì vậy chúng ta sẽ liên tục tập trung ống kính lên trên này và cùng ghi nhận những cái khung hình đẹp mắt trong cái không gian này. Và xin được đề nghị anh Đáo và chị Anh, chúng ta sẽ mạnh dạn trao cho nhau một nụ hôn ngọt ngào thể hiện tình yêu thương của hai anh chị dành cho nhau đi ạ. Quý vị ơi, chúng ta cùng hôn nào. 3, 2, 1, hôn nhau đi. Xin mời anh chị. Hôn chưa, hôn chưa? Và kính thưa quý vị, mặc dù nụ hôn này chưa được sâu cho lắm, nhưng vì thời gian không cho phép, cho nên chúng tôi xin được thông báo với quý vị rằng những nụ hôn ngọt ngào hơn sẽ được tiến hành vào đêm nay tại phòng cưới riêng của anh chị. Và ngay bây giờ, chúng tôi xin được trân trọng gửi lời thông báo và lời mời tới bố mẹ thân sinh là chú rể sẽ tiến bước lên phần trên của sân khấu trao quà cưới cho hai con của mình trong buổi lễ kết hôn ngày hôm nay. Xin được mời cô chú sẽ tiến bước lên trên sân khấu và trao quà cưới cho hai con của mình trong buổi lễ kết hôn ngày hôm nay ạ. Vâng, xin được nghỉ quý vị, chúng ta cùng dành một tràng pháo tay thật lớn để chúc mừng hạnh phúc trăm năm cho hai bạn cũng như mừng cho gia đình có những cái lời phúc hạnh phúc rạng ngời cũng như những phần quà vô cùng có giá trị, mang đậm giá trị về vật chất cũng như tinh thần dành cho anh Đáo và chị Anh trong ngày vui hôm nay ạ. Một tràng pháo tay lớn nữa của quý vị được không ạ? Xin cảm ơn quý vị, cảm ơn mọi người rất là nhiều. Và một lần nữa không biết nói gì hơn, xin được trân trọng cảm ơn tất cả những tấm lòng thân thương của quý vị đã có mặt về tại phòng cưới cũng như tất cả quý vị đã hướng ống kính lên phần trên của sân khấu ghi nhận lại những cái không gian, những cái khoảnh khắc đáng nhớ có 102 của anh Đáo và chị Anh trong ngày vui trăm năm hạnh phúc tại sân khấu của họ nhà trai ngày hôm nay ạ. Và kính thưa quý vị, ngày hôm nay Đáo đón anh về, gió heo may khắp bốn bể heo may, lá sao sạt giữa ngàn cây, trời ân ái một màu mây dịu lành, và rồi đất trời cũng đã hồi hộp cùng anh. Giờ đây Đáo đón anh về đã là trở thành mùa xuân. Kính thưa quý vị, trong những giây phút này đây thì chúng tôi không biết nói gì hơn, xin được thay lời cho những người làm chương trình xin được trân trọng gửi lời chúc phúc và vô cùng tốt đẹp gửi tới gia đình cũng như gửi tới Đáo và anh trong buổi lễ kết duyên ngày hôm nay. Xin được trân trọng cảm ơn cô chú rất là nhiều. Và tiếp theo chương trình, xin được đề nghị anh Đáo và chị Anh cùng với cô chú sẽ cùng tiến bước vào trong nhà làm lễ gia tiên, báo cáo các cụ và các bà trong gia đình.
là kể từ giờ phút này cho phép đáo mà anh được lên vợ thành chồng. Xin được đề nghị hai chị cùng dắt tay nhau sánh bước vào trong nhà làm lễ gia tiên. Biểu diễn vừa rồi có hay không ạ? Vâng, quá là hay đúng không quý vị? Xin được cảm ơn các em rất là nhiều. Vâng, tiếp tục chào anh nhân để làm tin em trao yếm đau. Anh nhân để làm tin chẳng mai này có về gặp được nhau để câu hát vẫn vương trong lòng. Áo khăn đây em xin để lại. Mai xa rồi anh nhớ anh thương, mai xa nhau rồi thương lại
càng thương. Kết lầu hoa bằng thơ tình ai.